Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau vụ việc 37 học sinh nhập viện, một em tử vong, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiến hành thu thập thông tin, mẫu thức ăn của nhiều hàng quán gần trường học. Theo thông cáo báo chí sáng mùng 6 tháng 4 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, đến 16 giờ chiều ngày mùng 5 tháng 4, các bệnh viện đã tiếp nhận 37 học sinh thuộc hai trường tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường các bệnh viện đã cho 7 học sinh về nhà, theo dõi ngoại trú, hai em được xuất viện. 28 em còn lại được theo dõi tại các cơ sở y tế, tất cả đều có sức khỏe ổn định. Trước đó, sáng mùng 5 tháng 4, nhiều học sinh của hai trường nêu trên đã ăn sáng tại những quán khác nhau ở bên ngoài. Đến 6 giờ 45 phút, một số em có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các em này về nhà, theo dõi hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra. Qua tìm hiểu, đa số học sinh cho hay đã ăn món cơm gà xé. Một số em khác cho biết đã ăn bánh mì que, xúc xích, hamburger, gà ở gần hai trường học. Phần cơm gà giá 20.000 đồng, gồm thịt gà xé, xúc xích, rau răm, dưa leo, trứng sốt và một bịch canh trứng, nước mắm. Về trường hợp một học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường tử vong, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho hay, trước khi đến lớp, các em này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường, cụ thể là ăn sushi, uống nước ngọt. Sau khoảng 30 phút ăn uống, em này có biểu hiện muốn nôn, xù bật mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu. Hội đồng y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội trần và kết luận em này ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Sáng ngày 5 tháng 4, các cơ quan chức năng và công an thành phố Nha Trang đã đến làm việc tại các quán ăn trên địa bàn, thu thập thông tin, mẫu thức ăn để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân. Chiều cùng ngày, được sự đồng ý của gia đình, trung tâm giám định pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi học sinh nêu trên, lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân. Đến tối mùng 5 tháng 4, sau cuộc họp liên ngành, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang thống nhất yêu cầu ngành y tế khẩn trương sớm có kết quả giải phẫu tử thi. Trên cơ sở đó, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, đảm bảo đúng quy định lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang đề nghị nhà trường, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc động viên, thăm hỏi các gia đình học sinh. Trước đó, không lâu tại Nha Trang cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể cây hoang mang dư luận. Tính đến 15 giờ ngày 16 tháng 3, địa phương này đã ghi nhận thêm 13 người nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở tiệm Trâm Anh, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, nâng tổng số người bị nghi ngộ độc lên tới 358 người. Cụ thể có 245 ca phải nhập viện điều trị, 110 ca được kê đơn cho về theo dõi ngoại trú. Các bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên một số bệnh nhân vẫn còn triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau bụng nhưng không nguy hiểm. Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, thai phụ 18 tuần bị nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã có tiến triển tốt. Hiện bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, truyền dịch, làm lại các xét nghiệm theo dõi sát tình trạng lâm sàng. Trước đó, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 3, nhiều người nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại tiệm cơm gà Trâm Anh. Trong số này có cả khách du lịch và người địa phương. Sở Y tế Khánh Hòa cũng đã yêu cầu các bệnh viện điều trị theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella, với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ Bệnh viện Đa khoa Vinmec. Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đến hết ngày 14 tháng 3, tổng số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán Trâm Anh, đường Bà Triệu, Nha Trang là 222 ca. Trong tổng số 222 ca nghi ngộ độc, có 157 ca phải nhập viện điều trị, 55 ca được khám và kê đơn thuốc cho mang về nhà uống. Đến hết ngày 14 tháng 3, vẫn còn 155 ca đang phải theo dõi chăm sóc sức khỏe trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, từ ngày 13 tháng 3, sau khi tiếp nhận thông tin có nhiều người nghi ngộ độc, ngành y tế địa phương đã chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn, huy động tối đa nhân lực, thuốc, trang thiết bị để chữa trị cho bệnh nhân. Đồng thời thành lập ngay đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Cùng với đó, lực lượng chức năng địa phương cũng đã tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh quán châm anh. Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cũng nhận định, đến hết ngày 14 tháng 3, tất cả các bệnh nhân nghi ngộ độc đang điều trị đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định, tỉnh táo một số ít bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn đi cầu phân lỏng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa điều trị nhìn chung các ca bệnh trong tầm kiểm soát về chuyên môn của các cơ sở y tế ở khánh hòa liên quan đến việc điều trị những người nghi ngộ độc bác sĩ võ quang minh hiếu phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa thông tin sức khỏe của những bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện đều tiến triển tốt người nghi bị ngộ độc trong độ tuổi lao động được điều trị tại khoa nội thần kinh một số trẻ em được điều trị tại khoa nhi của bệnh viện như báo Sức khỏe và đời sống đã thông tin, ngày 13 tháng 3 có 60 người sau khi ăn cơm gà canh gà tại quán Trâm Anh đã phải nhập viện với các triệu chứng của ngộ độc như đau bụng, buồn nôn, nôn, mệt, đau đầu. Đến hết ngày 14 tháng 3, tổng số người nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại quán Trâm Anh tăng lên 222 ca. Nhiều bệnh nhân cho biết, sau khi ăn cơm gà ở quán Trâm Anh trong khoảng thời gian từ 6 đến 10 giờ thì xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc như sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Nhiều người tự điều trị tại nhà nhưng triệu chứng ngộ độc không giảm nên mới đến bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang hiện đang điều trị một số bệnh nhân nghi bị ngộ độc. Chị Lê Thị Lina, du khách từ Đà Lạt cho biết, cả gia đình chị có 11 người lớn và ba trẻ em xuống thành phố Nha Trang du lịch, ghé vào quán cơm gà châm anh để ăn trưa. Sau đó vài tiếng gần như toàn bộ thành viên bị nôn ói nhức đầu. Chúng tôi cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc. Con gái tôi từ khi nhập viện vào chiều tối ngày 12 tháng 3 thì liên tục sốt cao gần 40 độ, mê man. Phía chủ quán cũng có liên hệ đến gia đình nhà tôi để xin giải quyết. Nhưng chúng tôi cần một lời xin lỗi rõ ràng, hướng điều trị phù hợp. Vì đáng lẽ sau khi đi du lịch xong, chúng tôi sẽ quay về Đà Lạt. Nhưng vì thành viên trong gia đình và các bé bị ngộ độc nặng nên phải ở lại điều trị. Anh Mạnh Cường, chú ở thành phố Nha Trang cho biết, hôm 11 tháng 3 gia đình anh đến quán mua cơm gà cho con trai ăn. Tối cùng ngày, con của anh Cường có biểu hiện ói mửa, sốt, mắt đỏ. Sáng hôm sau vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Nha Trang. Khi đến bệnh viện, anh thấy nhiều người cũng đang điều trị với triệu chứng tương tự hiện sức khỏe con tôi đã tạm ổn, triệu chứng ngộ độc vẫn còn nên bác sĩ cho chuyển kháng sinh và thuốc. Chị Nguyễn Thị Kim Quy, chú thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà châm anh, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Theo phản ánh của chị Quy, trưa ngày 11 tháng 3, gia đình chị gồm 14 người, trong đó có ba trẻ em từ Đà Lạt xuống Nha Trang du lịch. Khoảng 11 giờ 30 phút thì ghé cơm gà châm anh để ăn trưa, Tại đây gia đình ăn các món gà luộc, gà chiên và canh gà, quá trình ăn đều sử dụng nước sốt. Đến khoảng 21 giờ thì nhiều người trong gia đình xuất hiện triệu chứng đau bụng tiêu chảy, nôn ói, đến khuya thì có người sốt, nghĩ do thức ăn lạ nên mọi người cố gắng cầm cự. Ngày 12 tháng 3 trong khi đi chơi, tình trạng này vẫn không giảm mà nặng hơn, nên chiều ngày 12 tháng 3 gia đình chị Quy bắt xe vào bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang để kiểm tra. Sau đó có 3 người lớn và hai em bé phải nhập viện vì triệu chứng sốt cao, ói mửa, tiêu chảy liên tục còn bốn người sau khi kiểm tra truyền nước thì có giảm nên không phải nhập viện. Hiện hai mẹ con tôi vẫn đang nằm điều trị vì triệu chứng tiêu chảy vẫn còn, cháu vẫn sốt. Riêng cháu gái tôi Ngô Ngọc An Vi 5 tuổi vẫn còn sốt cao, triệu chứng nặng hơn. Trước đó, tối 12 tháng 3, Trung tâm Y tế Nha Trang nhận tin báo một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc liên quan đến cơm gà. Các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc điều động toàn bộ nhân lực đi điều tra tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện giả soát ban đầu các bệnh nhân đều nhập viện với các triệu chứng như đau bụng buồn nôn nôn đi cầu phân lỏng sốt mệt lả những bệnh nhân đều cho biết trước đó ăn tại quán cơm gà châm anh các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn đã được thu thập để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm đơn vị chức năng cũng đã tiến hành đình chỉ hoạt động quán cơm gà châm anh để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân quán cơm gà châm anh là một trong những điểm ẩm thực nổi tiếng lâu đời ở nha trang đây là quán ăn được người dân địa phương và du khách tìm đến ăn rất đông mỗi ngày quán phục vụ hàng trăm suất cơm gà từ vụ hơn 200 người nghi ngộ độc do ăn cơm gà tại Khánh Hòa, làm sao phát hiện sớm ngộ độc thực phẩm? Ngộ độc thực phẩm bắt nguồn từ những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, chứa các chất độc hay vi khuẩn gây hại. Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhẹ khiến nhiều người chủ quan dẫn tới các biến chứng nguy hiểm. Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm thường nhẹ và có thể phục hồi mà không cần điều trị, thế nhưng vẫn có những trường hợp ngộ độc dẫn đến các biến chứng vô cùng nguy hiểm. Chia sẻ về vấn đề ngộ độc thực phẩm, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết: chưa đầy một ngày sau khi ăn bệnh nhân đã có biểu hiện đau bụng nôn rồi tiêu chảy rồi sau đó mệt mỏi rồi thì tổn thương gan rất là nặng nề và thực phẩm nó nếu người dân chúng ta không đảm bảo thì rất dễ dẫn tới các dễ bị uh, nhiễm các vi sinh vật và vì là vi khuẩn và nguồn độc thực phẩm do vi khuẩn và vấn đề thấy nhiễm giúp nhiễm trùng bệnh cảnh nhiễm trùng là chính Đấy, rất là phổ biến và nhóm thứ hai là do vấn đề để phổ biến do vấn đề du lịch du lịch cũng đáng chú ý do những vấn đề sử các cái đặc sản rồi như những cái món hải sản các vùng các miền trong hoàn cảnh du lịch du lịch nếu mà không đảm bảo tốt về an toàn thực phẩm thì cũng rất dễ bị ngộ độc. Đồng quan điểm với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, phó viện trưởng Viện phẫu thuật tiêu hóa, chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng chia sẻ khi vi khuẩn vào được tiêu hóa của chúng ta thì nó sẽ có một là nó nhân lên và nó gây bệnh ở trên đường tiêu hóa, hai là các cái độc tố của vi khuẩn sẵn có, nó có thể gây ra tình trạng ngộ độc ngay tức thì ngay sau khi ăn. Các cái tổn thương nó gây lên trước hết là từ trên đường tiêu hóa, gây ra các cái triệu chứng như là nôn rất là nhiều, đau bụng dữ dội và tiêu chảy. Tiếp theo là cái tình trạng nhiễm độc toàn thân bởi các cái độc tố do vi khuẩn tạo ra. Theo dữ liệu tại Hoa Kỳ, CDC ước tính có khoảng 47,8 triệu ca ngộ độc thức ăn mỗi năm, hơn 127.839 người phải nhập viện và 3.037 người tử vong. Thực phẩm có thể bị nhiễm khuẩn bởi một số loại tác nhân sau đây, nấm, virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, độc tố. Vậy thế nào là ngộ độc thực phẩm? Khi bản thân hoặc người xung quanh rơi vào những tình huống sau đây thì có thể nghĩ đến nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Người vừa mới ăn xong và khởi phát các biểu hiện bệnh sau đó, có từ hai người trở lên có biểu hiện tương tự nhau sau khi cùng sử dụng một loại thực phẩm nào đó trong khi những người không ăn thì không có biểu hiện các biểu hiện ngộ độc thực phẩm khá đa dạng và tùy thuộc vào tác nhân gây bệnh một số biểu hiện gợi ý của ngộ độc thực phẩm như biểu hiện ở đường tiêu hóa nôn đau bụng tiêu chảy biểu hiện của mất nước mất muối nếu nôn tiêu chảy nhiều như biểu hiện khát môi và da khô nước tiểu sẫm màu và lượng ít dần biểu hiện của nhiễm trùng nếu do vi trùng như sốt lưỡi bẩn ngoài ra ngộ độc thực phẩm cũng có thể gây ra các dấu hiệu nguy hiểm nặng như thần kinh, rối loạn cảm giác, yếu liệt, cứng cơ, nhìn mờ, co giật, lẫn lộn, lơ mơ hay hôn mê. Tim mạch và hô hấp sẽ đau ngực, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, khó thở. Dấu hiệu về tiêu hóa như đau bụng liên tục, tiêu chảy nhiều, không giảm, phần có máu, tiểu ít. Khi nhận thấy bản thân hoặc người xung quanh có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm, người dân cần bình tĩnh và áp dụng các biện pháp sơ cứu ngay lập tức để giảm thiểu ảnh hưởng tác động xấu đến sức khỏe. Một số biện pháp sơ cứu và xử trí như sau. Gây nôn, chỉ định trong trường hợp người bệnh vẫn còn tỉnh táo mới uống ăn phải chất độc và chưa có triệu chứng ngộ độc, chống chỉ định khi người bệnh lờ đờ, hôn mê, co giật khó thở, gây nôn bằng cách uống 100 200 ml nước sạch rồi dùng tăm bông hoặc hai ngón tay đã rửa sạch ngoái vào cuống lưỡi cổ họng. Người bệnh nếu nôn ói, tiêu chảy nhiều có thể bị mất nước, điện giải thì cần được bù nước điện giải. Nếu người bệnh có khả năng uống được thì bù nước bằng dung dịch Orezon. Nếu sử dụng dung dịch Orezon bù nước thì người bệnh hoặc người nhà cần đọc kỹ hướng dẫn pha nước đúng liều lượng, nên pha với nước đun sôi để nguội và sử dụng dung dịch vừa pha trong vòng 24 giờ. Các đồ uống thay thế khác có thể dùng như nước khoáng, nước hoa quả, nước cháo, nước canh. Nếu người bệnh hôn mê co giật thì cần được nằm nghiêng an toàn sang một bên và không cho bất cứ gì vào miệng. Nhanh chóng gọi cấp cứu theo số máy 115 hoặc đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất đồng thời người hỗ trợ cần lưu lại mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc kể cả chất nôn chất thải ra từ người bệnh để giúp xác định nguyên nhân ngộ độc